Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Top Tin Việt của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới để xây dựng kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây thông tin chính chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn như sau. Tiền vệ ngôi sao Paul Pogba được cho đang yêu cầu mức lương 500.000 bảng mỗi tuần mới chịu ở lại. Đòi hỏi quá quát này của anh lập tức phải nhận chỉ trích từ cựu lãnh thủ Quỷ Đỏ Jesper Olsen. MU đã sẵn sàng phải bắt đầu các cuộc đàm phán về thỏa thuận với Pogba. Theo nguồn tin từ The Sun, tiền vệ người Pháp đang yêu cầu mức lương lên tới 500.000 bảng mỗi tuần, bằng với cầu thủ đang được trả lương cao nhất tại sở Old Trafford là Alexis Sanchez. Thời gian qua, Pogba đã công khai nói về sự ngưỡng mộ với Real Madrid cũng như huấn luyện viên đồng hương Zidane, làm thổi bùng lên những nghi ngờ về việc anh sẽ chuyển tới sân Bernabeu vào mùa hè này. Hợp đồng của Pogba vẫn còn 2 năm và có điều khoản tự động gia hạn thêm một mùa nữa. Nếu đúng theo hợp đồng, anh sẽ ở lại thành Manchester tới năm 2024. MU muốn anh ở lại lâu dài và dự định biến Pogba thành biểu tượng của đội bóng. Quỷ Đỏ cũng chuẩn bị thanh lý một số ngôi sao như Sanchez, Ander Herrera hay Joao Mata. Vì thế, họ rất cần giữ Pogba để làm điểm tựa cho các tân binh. Là người nắm đằng chuôi trong cuộc thương lượng, siêu còi Mino Raiola biết phải làm gì để mang về lợi ích cao nhất cho thân chủ của mình. Trước mắt sẽ là mức lương cao nhất đội và sau đó là những ưu đãi khác. Trước đòi hỏi có phần thái quá của Pogba, cựu tiền vệ Jesper Olsen của MU đã tỏ ra nóng mắt. Ông cho rằng nếu Pogba không còn muốn cống hiến cho câu lạc bộ thì anh nên ra đi càng sớm càng tốt. Khi tôi còn thi đấu dưới thời Sir Alex, câu lạc bộ sẽ không bao giờ giữ lại những người không còn muốn thi đấu. Tôi nghĩ trường hợp của Pogba cũng như vậy, MU sẽ thành công mà không cần Pogba, nhưng tất nhiên sẽ thật tuyệt nếu anh ấy ở lại vì Paul là một ngôi sao hàng đầu thế giới. Barcelona hy vọng sẽ mang lại từ 250 đến 300 triệu euro doanh số bán cầu thủ mùa hè này để cân bằng các khoản chi phí của câu lạc bộ và có thể ký thêm hợp đồng mới mà không gặp rủi ro về tài chính. Như đã biết, bài lãnh đạo Barca cam kết sẽ thanh toán khoản tiền chuyển nhượng 75 triệu euro cho tiền vệ Frankie De Jong sau khi đạt thỏa thuận với Ajax. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Catalan cũng đang cân nhắc những động thái chuyển nhượng hai cầu thủ khác để tăng cường sức mạnh là trung vệ Matthijs de Ligt của Ajax và tiền đạo Lukaszewicz của Frankfurt. Tuy nhiên, bộ phận chuyển nhượng của Barca nhận thức được rằng muốn có những khoản tiền để tăng cường lực lượng, họ phải bán đi một vài cái tên để mang về khoản thu phục vụ các thương vụ chuyển nhượng. Trong số này có hai dạng cầu thủ có thể rời sân Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thứ nhất, đó là những cầu thủ thường xuyên có liên hệ chuyển đến những đội bóng lớn với những khoản tiền chuyển nhượng khổng lồ, bao gồm Philippe Coutinho, Samuel Umtiti và Ivan Rakitic. Thứ hai, đó là một vài cầu thủ khác không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Ernesto Valverde. Với những ngôi sao lớn, ban lãnh đạo Barca được cho là đã sẵn sàng bán tiền vệ Coutinho, người hiện không thể tìm được chỗ đứng trong đội hình chính. Barca từng chi 160 triệu euro cho Liverpool cách đây hơn một năm, nhưng lúc này ngôi sao người Brazil chỉ được định giá khoảng 100 triệu euro. Umtiti được kỳ vọng rất nhiều nhưng hiện tại, cầu thủ người Pháp chỉ làm dự bị cho Rigard Pique và Clément Lenglet. Trong trường hợp chưa mộ được De Ligt, nhà vô địch World Cup 2018 thậm chí còn là dự bị thứ hai. Chính vì thế, ban lãnh đạo đội bóng cũng sẵn sàng bán Umtiti nếu nhận được lời đề nghị khoảng 70 triệu euro. Ngôi sao đáng đồng tiền bát gạo còn lại là Rakitic, cầu thủ định giá khoảng 50 triệu euro. Bên cạnh ba cái tên kể trên, tân binh Malcom, người được Barca mua về từ Porto, nhiều khả năng cũng bị đem bán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này khi không thể tìm được vị trí chính thức. Ngoài ra, thủ môn Jesper Silesten và tiền vệ Rafinha là hai cầu thủ khác có thể bị bán. Bộ đôi tiền vệ đang được Barca đem cho mượn là Andre Gomes của Everton và Denis Suarez của Arsenal cũng không có nhiều cơ hội trở lại. Mùa hè năm 2018, Barca đã thu về 121 triệu euro bằng cách bán Paulinho, Lucas Digne, Yerry Mina, Riyad Delafield, Alex Vidal và Paco Alcacer. Ban lãnh đạo đội bóng dự tính sẽ thu về 300 triệu euro từ những thương vụ bán cầu thủ để làm mới đội bóng. Kênh Catalan Plus xác nhận Real Madrid đã đạt được thỏa thuận với cá nhân tiền vệ Adrien Rabiot. Nguồn tin nói trên khẳng định huấn luyện viên Zidane là lý do cũng là người thuyết phục Adrien Rabiot gia nhập Real Madrid. Tiền vệ người Pháp đã đạt được thỏa thuận miệng với kỳ nghiên trắng và sẽ chính thức đến Bernabeu vào mùa hè 2019. Adrien Rabiot sẽ đến với Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do vì hết hạn hợp đồng với PSG vào ngày 30 tháng 6. Suốt thời gian qua, tiền vệ người Pháp bị cấm thi đấu cho PSG, cũng không được bén mảng đến phòng thay đồ đội 1 vì từ chối gia hạn hợp đồng mới. Trước khi bắt tay với Real Madrid, Adrien Rabiot đã đàm phán với Barcelona và được cho cũng đã ký hợp đồng miệng với đội bóng xứ Catalan. Nếu thông tin trên Catalan Plus đăng tải là sự thật, thì Adrien Rabiot sẽ là tân binh thứ 3 của kênh chiến trắng vào mùa hè 2019. Trước Adrien Rabiot, Real Madrid đã chiêu mộ thành công Militao của Porto và Rodrigo từ Santos. Hè 2019, Real Madrid sẽ đại phẫu hàng loạt tên tuổi lớn, được dự đoán sẽ gia nhập Bernabeu điển hình trong số này là Eden Hazard. Theo chiều ngược lại cũng có hàng loạt cầu thủ phải ra đi, trong đó có Gareth Bale.
Ngược lại với kênh Calan Plus, tờ Marca cho rằng Real Madrid chưa đạt được thỏa thuận với Rabiot và không quan tâm đến tiền vệ 23 tuổi này. Kế hoạch mời Liverpool đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam mùa hè của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF không thể thực hiện. Giữa tháng 1/2019, thông tin VFF đàm phán mời câu lạc bộ Liverpool sang Việt Nam đá giao hữu gây chú ý với người hâm mộ bóng đá trong nước. Thầy trò ông Park có cơ hội gặp đoàn quân của Jurgen Klopp. Thời gian dự kiến cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Liverpool là vào mùa hè sau khi giải Ngoại hạng Anh kết thúc. Số tiền mà VFF và nhà tài trợ bỏ ra được đồn đoán là 4,3 triệu USD. Mới đây khi được hỏi về trận đấu này, đại diện VFF Tổng Thư ký Lê Hoài Anh xác nhận trận đấu này không thể diễn ra, hai bên đã không thể có đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng thi đấu này. Ông Lê Hoài Anh nói với Zing, do Liverpool thi đấu tốt và đi sâu ở UEFA Champions League nên mọi thứ không diễn ra theo dự kiến ban đầu. Cả hai bên đều không thể chủ động được với kế hoạch thi đấu vòng mùa hè nên trận giao hữu không thể thực hiện được. Ở vòng 16 đội UEFA Champions League, Jurgen Klopp và các học trò đã xuất sắc đánh bại Bayern Munich 3-1 sau 2 lượt trận. 3 bàn thắng của Liverpool từ cú đúp của Sadio Mane và 1 của Virgil van Dijk. Liverpool sẽ chạm trán với Porto ở vòng tứ kết diễn ra vào ngày 10 và ngày 18 tháng 4 tới đây. Khả năng tiến sâu của Liverpool khá cao, nhưng đại diện đội chủ sân Barcelona không thể chủ động với những kế hoạch cận kề vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Nếu lọt vào chung kết UEFA Champions League thì Liverpool kết thúc mùa giải của họ sau ngày 1 tháng 6. Vòng 38 Ngoại hạng Anh của Liverpool phải đến ngày 12 tháng 5 mới khép lại bằng cuộc tiếp đón câu lạc bộ Wolves trên sân nhà. Vừa qua, VFF đã nhận lời cho đội tuyển Việt Nam tham dự King Cups 2019 tại Thái Lan diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6. Đây có lẽ là kế hoạch thay thế cho trận đấu với Liverpool sau khi VFF hai lần từ chối Thái Lan. Mới đây, ban lãnh đạo Juventus đã gia hạn hợp đồng với tiền đạo Mario Mandzukic tới năm 2021. Sau thời gian ngắn đàm phán, ban lãnh đạo Juventus đã quyết định thành công Mario Mandzukic gia hạn hợp đồng. Theo đó, tiền đạo người Croatia đồng ý ở lại sân Allianz tới năm 2021. Trước đó, hợp đồng của cựu tiền đạo Atletico Madrid với Bà Rầm Già Thành Turin còn thời hạn đến mùa hè năm 2020. Mức lương ở bản hợp đồng mới của chân sút sinh năm 1986 được giữ bí mật. Mario Mandzukic được đầu quân cho Juventus ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 từ câu lạc bộ Atletico Madrid với mức phí 19 triệu euro. Kể từ đó đến nay, cầu thủ này ra sân 159 trận trên mùa đấu trường, ghi được 43 bàn thắng cho lão à. Mario Mandzukic là người không mạnh về kỹ thuật, nhưng anh lại hoạt động rất hiệu quả trong vòng cấm của đối phương, chơi đầu hay và khả năng chớp cơ hội tuyệt vời. Dưới triều đại của Remark Anagri có thời điểm, Mario Mandzukic được kéo sang đá tiền đạo cánh, thậm chí là tiền vệ. Hiện tại anh đang là tiền đạo có khả năng tranh chấp tay đôi tốt nhất của Juventus với 132 lần chiến thắng. Ở mùa giải năm nay, chân sút người Croatia ghi được 8 bàn thắng, 7 đường kiến tạo cho Bà Rầm Già Thành Turin ở đấu trường Syria. Xét về vai trò và đóng góp vào lối chơi của Juventus thì Mario Mandzukic chỉ là thua mỗi siêu sao Ronaldo. Liên đoàn bóng đá Italia FIGC thông báo không có án phạt nào dành cho Cagliari khi một bộ phận của cổ động viên của câu lạc bộ này có những lời lẽ phân biệt chủng tộc dành cho tiền đạo Mexican ở Juventus ở trận đấu thuộc vòng 29 Serie A diễn ra cuối tuần qua. Chủ tịch Jean-Michel Aulas của Lyon thừa nhận đội bóng nước Pháp không đủ tiềm lực tài chính để ký hợp đồng cũng như đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng từ phía Jose Mourinho. Hiện Mourinho vẫn chưa có bến nỗ mới sau khi bị MU sa thải vào tháng 12/2018. Huấn luyện viên người Serbia Radomir Antic cho rằng tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann của Atletico Madrid không nên gia nhập câu lạc bộ Barcelona vì thuyền trưởng từng dẫn dắt Barca, Real và Atletico cho rằng Griezmann sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự như Philippe Coutinho. Ông khuyên Griezmann đến Real để có nhiều cơ hội thi đấu hơn và cho rằng Barca cần mẫu tiền vệ như Kevin De Bruyne của Man City. Real gây sốc với Eric Bailly. Theo nguồn tin từ The Sun, Real Madrid sẵn sàng thực hiện thương vụ gây sốc với Eric Bailly, người đang bị thất sủng ở MU. Được biết, Zidane vốn hâm mộ trung vệ người bờ biển Nga từ khi anh còn khoác áo Villarreal. Juventus mua lại Ricardo Ossolini theo Tutto Sport. Juventus đã sử dụng 7 triệu euro để hủy điều khoản mua đứt Ricardo Ossolini của Bologna. Sở dĩ Juventus làm điều này vì họ muốn sử dụng Ossolini để trao đổi lấy Federico Chiesa của Fiorentina hoặc Nicolo Zaniolo của Roma.
Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe ký để nhận thông tin mới nhất từ channel nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.